Rồi, hello, xin chào anh em nha. Chiều hôm nay em lên cho anh em cái đầu máy nè. Đây có hai đầu máy nha anh em. Đầu máy này Mitsubishi Kubota TL261 nha anh em. Lâu lắm rồi mới thấy được cái đầu máy màu xanh này. Này rửa ra đẹp lắm. Rồi, ok. Này nó bể cái về thì bể cái nắp trên này thì em thay cho. Nó bể áo gió bô thì em cũng thay cái áo gió bô ha. Còn lại là xong. Hoàn hảo. Này nó về mất cái tem anh em ơi. Chụp giật rồi rin hết của nó luôn á. Mất cái tem. Này chế tay đỏ nha. Này thì bích tông rồi, kiểm tra ngon lành hết rồi. Anh em muốn dọn nổ thì em dọn nổ cho. Con này quá đẹp rồi, xuất sắc. Bình xăng lớn không bể vỡ nha anh em. Bình xăng lớn còn trắng tinh nữa. Kubota TL261. Đó, màu xanh. Đây anh em nè. Đó, đời này xài bao ngon luôn anh em. À, đẹp cực kỳ luôn, xuất sắc. Hơi dính bụi tí thôi. Máy này rửa ra cái là vip lắm. Rồi ok, đầu này anh em mua thì liên hệ với em ha. Giá đầu này em bán là 2 triệu nha anh em không có bớt đâu nha. Giá 2 triệu ha. Anh em nào cảm thấy ok được thì anh em mua ha. Còn cái này ở đây ở dưới em thay lẻ nó tới 2 triệu 3 lượng anh em, cái đầu máy này nè. Rồi, tiếp theo ở bên đây có một cái đầu máy Estin nha. Đầu này hơi xấu xí xíu. Con này nòng 34 ly nha. Này về rửa ra luôn, đầu này đầu bãi nghĩa địa nữa. Bố còn ngon lắm ha, tâm rồi. Con này á thì nó bình xăng con 2 kim luôn nha anh em. Nó thiếu cái boe thôi. Em lắp boe đầy đủ chưa. Đầu này thì tánh 800 ngàn nha anh em. Hơi hãm, ok, ngon lành. Hơi hãm bực bực luôn nha anh em à, cầm không rớt luôn nè. Rồi, đầu này 800 ha. Đó. Này về lắp xịt thuốc là khỏi bàn luôn. Bình xăng con 2 kim luôn. Hệ luôn ha. Đó, bình xăng con hết 300 ngàn rồi. Còn cái đầu máy nồng dên các thứ. Rồi, ok. Thì anh em mua được thì liên hệ với em nha. Đó. Rồi, tiếp theo bên em có về một cái lô máy. Lô này thì anh em nào làm nhiều thì liên hệ với em. Còn anh em nào mua món gì thì cũng liên hệ với em luôn nha. Thì ở đây em sẽ chia làm hai dạng. Một là em bán đầu máy. Đó, đầu máy ở đây thì em có đầu máy Maru 23 và Maru 26. Và có đầu Maru 26 đề. Đó. Thì đầu Maru 23 này 26 nó toàn là tum rời không thôi nha. Đó, máy đẹp 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 như vậy thôi. Đó, đầu 23 26 nha anh em. Và cái cần ba lô này nè thì anh em mua thì nó 220 một cần. 220 một cái cần ba lô như vậy ha. Đó là nó sẽ đầy đủ dây ga và đầu bò đầy đủ. Đó. Ha. Thì cái cần ba lô này là cần ba lô tum nhỏ, anh em mua thì em sẽ bán. Và anh em mua số lượng từ 5-10 cái thì em sẽ bớt giá cho anh em. Còn anh em mua một cái thì nó tùy hệ ha. Như cái tay ga này thì nó 220 nha anh em. Nó có cái tay ga bóp hệ thì nó tới 250. Thì nó bao gồm luôn cả cái khung ba lô luôn nha. Đó, bao gồm cả khung ba lô luôn ha. Rồi ok, anh em mua thì liên hệ với em. Maru 2326 rất là nhiều nha. Con này 26 đề nè anh em. Đó, anh em muốn mua máy có đề, em bán máy có đề ha. Giá cực kỳ tốt luôn. Này Maru nè. Mấy đầu này rất là đẹp nè. Đó, ok. Anh em nào có mua số lượng thì liên hệ ha. Lô này thì bao gồm nó tầm 100 cây. 100 con nha anh em. Đó, 100 đầu máy ha. Đầu máy tum rời hết. Lắp xịt thuốc hoặc là về lắp cần cái cỏ. Ok hết nha anh em. Cái con này con Kubota nè. Con này cũng rất là đẹp. Đây. À, anh em. Đây. Kubota 267 nha. Con này máy trợ lực nha anh em. Bình xăng con 2 kim hệ nè. Đấy, con này tuột chó rồi. Đây dây giật còn trắng tinh nè. Đó, tum rời ha. Như cái đầu này nó tầm khoảng 3-4 triệu đầu anh em. Đó, anh em mua thì cứ liên hệ với em ha. Rồi, đó. Đây là máy ba lô ha. Anh em mua nguyên bộ luôn thì em bán nguyên bộ. Còn anh em muốn mua máy cần Maru á thì em cũng có luôn nha anh em. Có máy cần luôn. Đó ha. Anh em mua thì cứ chốt ha. Rồi số điện thoại của em là 0344341700 nha anh em. Hàng của anh em thì hôm qua với hôm nay đặt đó thì bên em cũng soạn gửi rồi cho anh em rồi nha. Cảm ơn anh em đã xem và theo dõi video ha. Cảm ơn anh em đã tin tưởng và ủng hộ mặt hàng bên em nha. Đây, lô này về nói chung là rất là đẹp nha anh em. Cho nên là anh em yên tâm sử dụng hàng bên em luôn á. Thật sự mà nói lô này về quá đẹp luôn. Maru nè, mấy con này đời mới không nha anh em. Trợ lực á. Mấy con đời mới thì nó cao hơn, nó mắc tiền hơn. Đó, điều đó là điều đương nhiên rồi đúng không anh em. Rồi ok. Rồi bye bye anh em nhé. Cảm ơn anh em đã xem và theo dõi video ha. Rồi. Ha, ở đây em còn mấy cái đầu này nữa nè. Hôm nay bán được 3 đầu. Hôm nay còn thêm 3 đầu nữa.
TB nha anh em, TB267, TB2634 ly nè. Máy này toàn chế hệ hai kim mà chế lây đỏ không à. Có đè luôn. Anh em không thích đè thì anh em vượt thường. Còn máy này có đè hết nhé. Thôi hám ok, ngon lành hết nhé. Đó. Này triệu tư 50 một đầu nha anh em. Mùa này thì giá nó mua được rẻ hay bán rẻ ha, chứ bình thường nó triệu 7 triệu 8 nha, chứ không có rẻ đâu. Đây triệu tư 50 thôi. Ok. Đó, ba bốn đầu. Đầu đẹp đẹp không? Bố ok, ngon lành hết luôn. Rồi anh em thấy không? Đó. Rồi. Anh em mua thì liên hệ nhé. Rồi, bye bye anh em nhé.